Và vào chiều ngày 4 tháng 2 năm 2020, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra công tác phòng chống bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại huyện Sóc Cộp. Đồng chí Phạm Văn Thủy và đoàn công tác đã kiểm tra khu vực cách ly phòng chống dịch bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Cộp. Hiện trên địa bàn huyện Sóc Cộp có 16 trường hợp đi làm việc ở Trung Quốc trở về địa bàn. Một người Trung Quốc tại xã Mường Và đã quay về Trung Quốc từ ngày 28 tháng 1. Bệnh viện Đa khoa huyện đang điều trị và cách ly 5 người, gồm có 3 người lớn và 2 trẻ em, có dấu hiệu hắt hơi, sốt cao, trong đó có một trường hợp từ Trung Quốc trở về địa bàn. Hiện nay, tình trạng sức khỏe các trường hợp này đã có tiến triển tốt, hết sốt cao. Dự kiến trong chiều ngày 5 tháng 2 sẽ có kết quả xét nghiệm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đối với 5 trường hợp này. Qua kiểm tra, đồng chí Phạm Văn Thủy ghi nhận đánh giá cao công tác chủ động phòng chống dịch bệnh của huyện Sóc Cộp, đồng thời đề nghị huyện chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, đưa thông tin kịp thời tránh gây hoang mang trong nhân dân, sử dụng hiệu quả vật tư y tế như thuốc khử trùng, dung dịch rửa tay, khẩu trang y tế, tổ chức phun thuốc khử trùng tại các khu vực như bến xe, bệnh viện, trường học, phối hợp với các đồn biên phòng quản lý chặt chẽ việc đi lại của người dân tại các cửa khẩu trên địa bàn huyện.